Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa thượng Đạo hiệu Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch Chư tôn đức ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch Chư tôn đức tăng ni. Kính thưa quý Phật tử. Thực hiện chương trình Hoằng pháp năm 2023. Hôm nay tại tổ đình Pháp Lâm, thành phố Đà Nẵng, ban Hoằng pháp Trung ương phối hợp với ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức khóa tập huấn nghiệp vụ Hoằng pháp. Ban Hoằng pháp Trung ương đã chọn cái thời điểm kỷ niệm 715 năm Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn để tổ chức khóa Hoằng pháp này như một thông điệp gửi đến toàn thể tăng ni Phật tử, hàng đệ tử xuất gia và tại gia của Đức Phật về tinh thần nhập thế của Phật giáo đời Trần mà do vua Trần Nhân Tông khởi xướng. Kính bạch Chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử, là người đệ tử của Đức Phật, chúng ta có một nhiệm vụ hết sức thiêng liêng, vô cùng cao quý, và đó cũng là bổn phận, là trách nhiệm của sứ giả Như Lai. Hoằng pháp thì gia vụ, lời sanh vì sự nghiệp. Đệ tử của Đức Phật không làm bổn phận này, không thực hiện nhiệm vụ này, thì đó là một cái điều đáng tiếc và đó là một cái tổn thương rất lớn. Cho nên bất kỳ là đệ tử xuất gia hay tài gia của Đức Phật đều có bổn phận hoằng pháp lời sanh, có nghĩa là đem chánh pháp đến với muôn loài chúng sanh. Trong buổi pháp thoại bằng online này, chúng tôi xin chia sẻ đến với Chư tôn đức và quý Phật tử tham dự khóa tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ hoằng pháp về cái tinh thần dấn thân của một sứ giả Như Lai trong sự nghiệp hoằng pháp lời sanh. Kính bạch Chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử, chắc chắn chúng ta đều biết rằng nhìn vào lịch sử của Đức Phật, Đức Phật ngày nào cũng trì bình khất thực để có cơ hội tiếp xúc với hàng cư sĩ, với nhân dân. Và qua đó, Đức Phật cùng với chúng tăng thuyết pháp cho những người có duyên cũng dường đến Đức Phật. Mặc dù Đức Phật cũng như chúng tăng không ở nơi thành thị mà vào trong rừng sâu để tu tập, nhưng ngày nào Đức Phật cũng trì bình khất thực để mà nói pháp đến cho những người có duyên. Thì như vậy để thấy được rằng tinh thần nhập thế của Phật giáo được bắt nguồn từ nơi hành nguyện của Đức Phật, bằng trí tuệ, bằng tình thương của Ngài đối với muôn loài chúng sanh.
Và khi Đức Phật nhập Niết Bàn, hàng đệ tử của Đức Phật vâng theo lời dạy của Ngài. Các vị tỳ kheo, mọi người đi mọi hướng, đừng đi cùng một hướng để hóa độ chúng sanh. Như vậy để thấy được rằng Đức Phật không kêu gọi hàng đệ tử của Đức Phật sống một cách tiêu cực, mà luôn luôn bằng tinh thần tích cực, dấn thân để lan tỏa trong xã hội, đi khắp tất cả những con đường, những nơi nào có chúng sanh để hóa độ. Và từ đó, Phật giáo được lan truyền. Cho đến bây giờ có thể nói là khắp năm châu bốn biển. Và đã trở thành một cái truyền thống nhập thế vô cùng cao đẹp, rất linh động của Phật giáo Việt Nam. Khi Phật giáo vào Việt Nam, thì các bậc tổ sư, tiền bối đã tiếp nhận giáo lý của Đức Phật bằng tinh thần nhập thế này. Chúng ta nhìn lại vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông là một nhân vật tiêu biểu. Và trước đó chúng ta còn thấy vào thời Đinh thì vua Đinh Tiên Hoàng đã phóng sắc cho ngài Ngô Chân Lưu là một vị thái sư, và cái chức thái sư này thì cũng giống như là thủ tướng bây giờ, lo tất cả mọi công việc cho đất nước trong xã hội. Và bên cạnh ngài Ngô Chân Lưu còn có ngài Độ Thuần, không ngồi yên ở trong triều đình để hưởng lộc, mà còn giả trang, cải trang là một người chèo đò ở trước đền Hoa Lư. Rồi qua đó, ngài nắm bắt được cái tình cảm của người dân, hiểu được người dân mong muốn được điều gì. Và qua đó, ngài còn hiểu được tình hình của người Trung Hoa. Và ngài Độ Thuần đã thu thập cái thông tin này, những cái thông tin này để gửi về cho ngài Ngô Chân Lưu, ngài Khuông Việt Thái Sư. Và cái việc làm này của các vị thiền sư, của các vị thái sư đã thể hiện một cái tinh thần nhập thế vì một cái tấm lòng tha thiết để phục vụ chúng sanh, để lo cho đất nước, phục vụ dân tộc, góp phần trong việc gìn giữ nền độc lập quê hương nước nhà. Và như vậy, các vị thiền sư, các vị thái sư của chúng ta đã tiếp nối cái truyền thống nhập thế qua giáo lý, qua tư tưởng của Đức Phật một cách rất là sâu sắc và rất có ý nghĩa. Làm được việc này, phải nói rằng những con người phải có tinh thần Bồ Tát hạnh.
tức là thực hành hành Bồ Tát, thực hành Bồ Tát đạo ở trong cuộc đời. Và Bồ Tát hành là phương tiện thiện xảo để hành giả gần gũi với chúng sanh, dễ dàng hòa nhập vào cuộc đời mà không bị cám dỗ của cuộc đời. Và hành nguyện của Bồ Tát chính là độ sanh, dùng tinh thần vô ngã vị tha và tấm lòng từ bi thương yêu muôn loài chúng sanh để xả thân vào đời và tùy duyên hóa độ muôn loài chúng sanh. Bồ Tát tức là nói tắt của Bồ Đề Tát Đọa. Bồ Đề tức là giác ngộ, Tát Đọa tức là hữu tình. Bồ Đề Tát Đọa tức là giác hữu tình, tức là những vị mà không những chỉ giác ngộ cho mình mà còn đem cái sự giác ngộ đó để làm lợi ích cho chúng sanh, giúp cho chúng sanh đạt được giác ngộ giải thoát, có được niềm vui trong hiện tại, thoát khỏi những sự khổ đau đọa đày đoan vây trong cuộc đời. Và cái tinh thần đó có nghĩa là lấy tinh thần xuất thế để làm sự nghiệp nhập thế. Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Đạo từ đời mà có, và đạo trở lại phục vụ cho đời. Đây là cái tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam, bắt nguồn từ cái hành nguyện, từ cái tư tưởng của Đức Phật. Chúng ta cũng thấy ở trong kinh Bổn Sanh hay là trong kinh Hiền Ngu, tiền thân của Đức Phật trải qua nhiều đời nhiều kiếp tu Bồ Tát hạnh, mà trong kinh có ghi trong thời gian tu Bồ Tát hạnh thì Đức Phật bằng cái hành nguyện của mình thì hiện giữa cuộc đời thực hành muôn hạnh, khi thì cho tiền tài của cải, khi thì bố thí cả tay chân của mình, cả thành cốt của mình, cả vợ đẹp con thứ của mình, nhưng với một cái tâm hết sức là hoan hỷ. Cho nên thực hành Bồ Tát hạnh từ thân là có niềm vui, và đem cái niềm vui, đem cái tấm lòng từ bi, đem cái sự hiểu biết thương yêu đó đến để chia sẻ cho mọi người, và mọi người thực tập để có được những cái niềm vui đó. Cho nên từ trong giáo lý đạo Phật, từ nơi hành nguyện của Đức Phật cho đến những cái sự tiếp nhận của các vị thiền sư ở Việt Nam của chúng ta, chúng ta đã tiếp nối và gìn giữ, đồng thời phát huy cái tinh thần đó một cách hết sức là uyển chuyển, linh động và vô cùng tốt đẹp. Chúng ta cũng nhìn lại dưới thời nhà Lý, những vị thái sư, những vị quốc sư như Ngài Viên Chiếu, Ngài Thống Biện, Ngài Từ Đạo Hành, rồi Ngài Chân Không, Ngài Nguyện Minh Không đã góp phần quan trọng cho đất nước. Như vậy cái tinh thần nhập thế là vì chúng sanh, vì quê hương, vì đất nước, vì dân tộc, vì muôn loài. Làm thế nào để cho mọi người, muôn loài chúng sanh được sống yên vui bằng tinh thần nhập thế chuyển tại từ bi và trí tuệ của Đức Phật. Đối với Phật Hoàng Trần Nhân Tông,
Chúng ta biết rằng đây là một vị quốc sư, một vị thiền sư, một vị anh hùng dân tộc của Việt Nam, một con người mà hoàn thành được cái bổn phận đối với tổ tiên ông bà cha mẹ, hoàn thành được bổn phận đối với dân, đối với nước, đối với tổ tông. Một con người mà luôn luôn nỗ lực rèn luyện tu tập để có được thánh trí, có được trí tuệ, và đem thánh trí, trí tuệ đó kết với lòng từ bi để lo cho dân, cho nước. Và chúng ta nhìn lại vào lịch sử thời nhà Trần, Phật giáo vô cùng rực rỡ, vẻ vang, đất nước vô cùng yên bình, thịnh trị bằng cái tinh thần nhập thế của các vị thiền sư mà tiêu biểu là vua Trần Nhân Tông. Thì như chúng ta biết, sau hai lần đánh thắng quân Nguyên Mông, vua Trần Nhân Tông đã nhường ngôi lại cho con với lứa tuổi đang còn rất còn trẻ để vào trong rừng tu tập. Và chúng ta cũng thấy rằng giữa tôn giáo và chính trị thì nó cũng như là thần quyền và thế quyền. Ngày xưa Thái tử Tất Đạt Đa bỏ cung vàng điện ngọc. Ngày nay tại đất nước Việt Nam, vua Trần Nhân Tông cũng bỏ cung vàng điện ngọc, có nghĩa là bỏ quyền uy chính trị, bỏ những cái thế lực của thế gian để đi tìm một cái tư tưởng bình đẳng tôn giáo. Nói cụ thể hơn, đó là Phật tánh bình đẳng nơi mỗi một chúng sanh. Và khi Phật tánh này mới thật sự có an lạc hạnh phúc vĩnh cửu, có thật sự an lạc chân thật, không phát huy, không làm lộ rõ Phật tánh một cách tròn đầy, thì chẳng khác nào chúng ta đang còn ở trong đêm, không có ánh sáng của mặt trời, thì chúng ta sẽ không thấy sự vật gì cả một cách rõ ràng. Cho nên bằng cái tinh thần phát huy cái Phật tánh bình đẳng một cách tròn đầy, thì chúng sanh đó sẽ được an lạc hạnh phúc một cách chân thật và đầy đủ. Và ngày xưa thì vua Trần Nhân Tông cũng thường nói là mình ngồi thành thị nhưng mà nết dùng sơn lâm, có nghĩa là thành thị là chỉ cho đời mà sơn lâm là chỉ cho đạo. Mặc dù đi vào đời nhưng mà bằng cái nết của đạo, mặc dù đi vào đời nhưng mà việc làm là việc làm của đạo, mặc dù đi vào đời nhưng mà nói những lời chánh pháp để mà giáo hóa chúng sanh, không bị đời nó ô nhiễm. Chẳng khác nào hoa sen mọc ở trong bùn mà không bị bùn làm ô nhiễm. Thì chúng ta thấy rằng cái tinh thần nhập thế của vua Trần Nhân Tông nó thể hiện rất rõ khi mà vua Trần Nhân Tông đã đánh thắng quân Nguyên. Thì một thời gian ngắn sau, vua Trần Nhân Tông là thả những cái tù binh. Rồi tha cho những cái người, cho những cái vị tướng lĩnh
là cho những cái vị là quân lính mà có ý theo giặc. Cái việc làm này là thể hiện được cái tính nhân từ, vị tha, một cái tinh thần hiếu sinh từ bi mà kết tinh giáo lý ở nơi vua Trần Nhân Tông. Và cái việc mà tha những cái tù binh của Nguyên Mông ấy, cũng đã nói lên được một cái tinh thần ngoại giao hết sức mềm dẻo của vua Trần Nhân Tông, vì cái mục đích là bảo vệ hòa bình, vì cái mục đích không muốn có hận thù giữa thắng bại và muốn có một sự giao hảo tốt đẹp với những đất nước láng giềng. Thì như vậy tinh thần nhập thế không chỉ vào ở trong đất nước, ở vào trong xã hội, mà chỉ lo cho đất nước, cho quê hương của mình, mà còn lo cho cả khu vực và nói rộng ra là thế giới toàn cầu như bây giờ. Và sau khi đã ổn định cái tinh thần cho quân, thì vua Trần Nhân Tông liền lo một cái việc hết sức quan trọng, đó là cái đời sống an cư lạc nghiệp cho muôn dân. Nào là lo cái đời sống nông nghiệp, lo ruộng vườn, lo kinh tế, kinh doanh để cuộc sống của người dân ổn định và phát triển. Như vậy để thấy được, thể hiện cách sâu sắc về giáo lý của Đạo Phật bằng trí tuệ để giúp cho cuộc sống của người dân, bằng trí tuệ để giải tỏa những cái hận thù hơn thua, bằng trí tuệ để tạo ra được một sự giao hảo liên kết một cách tốt đẹp, và bằng trí tuệ để đừng ai bị tổn thương, bằng tình thương, bằng từ bi để không có một người nào bị tổn thương. Chúng ta thấy cái tinh thần nhập thế nó rất là linh động, nó rất là tốt đẹp, nó rất là quý báu là như vậy. Rồi không những thế, ở phương Bắc vậy rồi, còn đối với phương Nam thì như các vị biết, đầu thế kỷ 14 thì Phật Hoàng đi vào Nam qua ngoại giao với Chiêm Thành và hứa gả Huyền Trân công chúa cho vua Chiêm. Thì việc làm của Phật Hoàng Trần Nhân Tông lúc bấy giờ luôn luôn bị cái sức ép, bị cái tiếng nói của những người xung quanh. Thiếu tình thương, trách nhiệm của một người cha đối với người con, rồi giao hảo với những cái người mà có thể nói là cái đẳng cấp thua mình rất xa. Nhưng mà dưới cái nhìn, dưới tấm lòng của vua Trần Nhân Tông, việc làm của Ngài luôn luôn sâu sắc, luôn luôn có ý nghĩa. Ngài vẫn tiếp tục thực hiện cái ý nguyện của mình. Và từ đó mà có một sự giao hảo rất tốt đẹp giữa Đại Việt và Chiêm Thành. Và từ đó mà Việt Nam chúng ta còn có hai thêm châu Âu và châu Rỉ như bây giờ, không tốn kém hoặc là không mất gì một cái vũ khí đi mà chiến tranh, không tốn kém tiền bạc để đi đi mua bán kinh doanh, mà bằng một cái tình thương chân thật, bằng một cái tấm lòng
hiếu khách bằng một cái tinh thần hiếu sinh, giao hảo, tốt đẹp để có được cái lãnh thổ của đất nước rộng rãi mở mang bờ cõi. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái tinh thần nhập thế nó cũng sẽ giúp cho cái sự quan hệ tốt đẹp giữa lãnh thổ này và đất nước này với lãnh thổ đất nước khác, như cái việc làm của vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Và khi mà Phật Hoàng Trần Nhân Tông không còn trên ngôi vua, Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông thì có một việc là đi giáo hóa chúng sanh. Đi đến đâu, Ngài cũng hướng dẫn, cũng khuyên, khuyên lơn động viên dân chúng của mình giữ gìn ngũ giới thập thiện. Đi đâu cũng khuyên mọi người làm 10 điều lành. Thì như vậy để thấy được rằng thập thiện nghiệp đạo ở trong nhà Phật là quốc pháp của Đại Việt lúc bấy giờ, bằng cái tư tưởng, bằng cái tinh thần nhập thế của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Cái việc làm này là Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông mong muốn người dân Đại Việt hướng về chân thiền mỹ một cách tuyệt đối, bằng cách thực hành là thập thiện nghiệp đạo, làm 10 việc lành. Và cái việc làm này thì chúng ta thấy rằng nhờ sự giúp đỡ về cái mặt kinh tế, về cái mặt công ăn việc làm, người dân ổn định cái đời sống của mình, càng ngày càng phát triển. Rồi bằng một cái tinh thần phụ dù khuyên lên, động viên và hướng dẫn, tu tập về ngũ giới thập thiện, cái tinh thần của người dân hết sức là tốt đẹp, hết sức là trong sáng và hết sức là cao thượng. Thì như vậy tất cả mọi người, muôn dân ở trong một nước đều hướng về một cái đích, đó là hướng về chân thiền mỹ. Thì như vậy chúng ta thấy rằng bằng cái tinh thần nhập thế của vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông để làm cho tất cả mọi người thực hành lời dạy của Đức Phật đã tạo ra một cái sức mạnh tổng hợp của toàn dân. Mà như bây giờ chúng ta thường có cái chính sách, cái chủ trương là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Thì cái sức mạnh đoàn kết, đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam chúng ta nó đã phát huy cao độ từ thời vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông bằng một cái tinh thần nhập thế, khuyến khích, khuyên lên, động viên người dân thực hành thập thiện nghiệp đạo. Thì như vậy để thấy được rằng chúng ta sẽ nhìn thấy rất rõ là bằng cái tinh thần nhập thế này mà mỗi một con người ở trong xã hội thời bây giờ thực hành thập thiện nghiệp đạo, tất cả tâm niệm của con người đều hướng về chân thiện mỹ. Thì như vậy giáo lý của đạo Phật nó sẽ đi vào tâm thức của mọi người dân. Phật giáo nhập thế thì xã hội sẽ dần dần chuyển hóa từ gốc rễ, tức là nơi con người, và giáo lý đạo Phật làm cơ bản cho nền đạo đức xã hội.
Phải nói rằng đây là một cái con đường, một cái phương châm, một cái hành động mà tạo ra được cái sự an lạc hạnh phúc một cách chân thật, một cách tuyệt đối, vô cùng hạnh phúc, vô cùng an lạc. Cho nên Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã dùng đạo để hướng dẫn cho đời, dùng đạo để hướng dẫn cho đời và dùng đời để thực hành đạo. Nếu chúng ta là hàng đệ tử của Đức Phật, bằng cái tinh thần này mà như trong kinh Đức Phật dạy, Phật tại thế gian bất ly thế gian giác. Ở đâu có con người, ở đó có Phật pháp. Và mình là hàng đệ tử của Đức Phật với bổn phận hoằng dương Phật pháp, đem đạo vào đời, giáo hóa chúng sanh, thì không có một lý do gì mà chúng ta tách rời xã hội. Không một lý do gì mà hàng đệ tử Đức Phật tách rời xã hội. Vì cái trách nhiệm đạo đức đối với xã hội, đây là cái trách nhiệm cao nhất của Phật giáo, trách nhiệm cao nhất của những người con Phật, nhất là hàng tăng sĩ. Cho nên chúng tôi muốn chia sẻ cái tinh thần nhập thế của Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông đến với chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử tham dự cái khóa tập huấn Hoằng Pháp tại thành phố Đà Nẵng mà do Ban Hoằng Pháp Trung ương tổ chức. Và chúng tôi rất mong hàng đệ tử của Đức Phật chúng ta tiếp nhận tu tập và thực hành theo cái hành nguyện của mười phương chư Phật hóa độ chúng sanh. Mà hóa độ chúng sanh thì phải đi vào đời gần gũi chúng sanh và tùy duyên, tùy căn duyên của từng người để hóa độ chúng sanh. Chúng ta là những cái người con dân nước Việt, tu sĩ Phật giáo Việt Nam, chúng ta tiếp nối cái hành nguyện, những cái gương rất sáng của các vị quốc sư, các vị thiền sư, các vị thái sư, những bậc tiền bối, những bậc tòng lâm thạch trụ trong rừng thiền của Phật giáo Việt Nam, để chúng ta phát huy cái vai trò này, phát huy cái tinh thần nhập thế này. Có nghĩa là chúng ta đang là những người hành giả tiếp nối cái hành nguyện hoằng dương Phật pháp vì mục đích lợi lạc quần sanh của Đức Phật, tiếp nối cái ngọn đèn thiền mà chư vị tổ sư đã dày công gìn giữ để càng ngày càng tỏa rạng ra giữa cuộc đời. Trong thời cận đại của chúng ta, Bồ Tát Thích Quảng Đức và những bậc cao tăng thạc đức luôn luôn là những ngọn hải đăng, luôn luôn là những vì sao sáng ở trên nền trời cao để đưa đường dẫn lối cho chúng ta. Mong rằng chúng ta là những cái người đệ tử của Đức Phật tiếp nối học hỏi, học hành và lan tỏa cái tinh thần nhập thế, cái tinh thần hành nguyện hoằng dương Phật pháp để lợi lạc chúng sanh. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử, tinh thần bản chất là như vậy. Điều quan trọng là chúng ta biết nhìn lại mình, biết đánh thức
Bồ Đề Tâm khi chúng ta phát nguyện quy y với Tam Bảo, chúng ta phát nguyện các ái tử thân, chúng ta phát nguyện xuất gia học đạo, chúng ta phát nguyện hoằng đồ nhất thiết nhân. Nếu con người chúng ta nỗ lực tu tập, tâm của chúng ta sẽ sáng. Nếu con người chúng ta nỗ lực tu tập, trí chúng ta sẽ sáng, tâm chúng ta sẽ tỉnh. Thì đây là cái mục tiêu quan trọng nhất. Cho nên đối với người đệ tử của Đức Phật, muốn làm việc gì, thực hành hành nguyện, hay là tiếp nối những cái gương sáng của những bậc tổ sư tiền bối, thì điều quan trọng của chúng ta là chúng ta phải gìn giữ và phát huy ở tên tự lực của mình. Và cái mục tiêu quan trọng nhất của người tu tập đó là tâm tịnh và trí sáng. Khi tâm tịnh và trí sáng thì chúng ta sẽ làm được những cái việc lợi đạo ích đời. Khi tâm tịnh và trí sáng, chúng ta xứng đáng hàng đệ tử của Đức Phật. Khi tâm tịnh trí sáng, chúng ta là những người xứng đáng tiếp nối bước chân của những vị tổ sư. Nếu tâm chúng ta không sáng, không tịnh, trí chúng ta không sáng, thì chúng ta coi chừng chúng ta sẽ đi lạc đường, không còn đi trên con đường thẳng nữa. Và như trong kinh Tăng Nhất A Hàm thì Đức Phật có dạy: mặt trời mặt trăng nó có bốn cái thứ mà nó che che mất ánh sáng, đó là mây, đó là gió bụi, đó là khói và Atula. Bốn cái thứ này nó sẽ che mất cái ánh sáng của mặt trời mặt trăng. Cũng giống như cái tâm con người của chúng ta, mà nó cụ thể hơn tức là cái tâm của những người tu tập theo giáo lý đạo Phật, những cái người mà đang có cái hành nguyện đi trên con đường giác ngộ giải thoát, nhưng mà có những lúc vong thất Bồ Đề Tâm. Thì cũng như vậy, Đức Phật dạy tỳ kheo có bốn cái kết mà là che đậy tâm con người không được cởi mở. Thì đó là gì? Đó là những cái dục kết mà che đậy tâm con người không lặng, nó ngăn chặn cái tâm con người khai mở, ngăn chặn cái sự khai mở của tâm tâm con người chúng ta. Thì đó là tham dục, đó là sân nhuế, đó là ngu si và lười dưỡng. Vậy thì một cái người mà tu tập theo Đức Phật để có cái căn bản trong vấn đề hoằng duyên Phật pháp, để có cái nghị lực, cái bản lĩnh đi vào cuộc đời bằng tinh thần nhập thể hành đạo, thì điều quan trọng là chúng ta phải biết giữ mình, làm thế nào sống một đời sống vô tham, vô sân, vô si và lãnh xa lợi dưỡng. Nếu con người mà không biết làm chủ mình, để cho bốn cái món kết tham sân si lợi nó che tâm, thì rất là nguy hiểm. Và như người đời thường nói, thấy lời thì tối mắt, mắt không còn sáng nữa. Cho nên là người đệ tử của Đức Phật, chúng ta biết rằng tám độc căn bản phiền não của chúng sanh là tham sân si. Nhưng khi một con người đi vào trong cuộc đời để hoằng dương Phật pháp, đi vào đời bằng một cái tinh thần nhập thế để cứu độ chúng sanh, đi vào trong đời
để mà thực hiện, để mà lan tỏa cái hành nguyện của 10 phương chư Phật, của các vị tổ sư, thì chúng ta phải luôn luôn cảnh giác trước cái sự hấp dẫn lợi dưỡng tiền tài danh vọng địa vị của cải vật chất. Đảng làm vua, thái tử Tất Đạt Đa không làm vua. Trên ngai vàng địa ngọc mà coi đó như là đôi dép bỏ. Vua Trần Nhân Tông làm vua nhưng mà tâm luôn luôn hướng Phật. Và khi là một vị tu sĩ thì tâm luôn luôn nghĩ đến vần nước, nghĩ đến sự an lạc, hạnh phúc, hòa bình của chúng sanh. Làm thế nào đem giáo lý của Đạo Phật để mà xóa đi cái hận thù? Làm thế nào để đem cái giáo lý, cái tinh ba của Đạo Phật làm cho con người biết sống thương yêu gần gũi nhau hơn? Như vậy để thấy được rằng khi nào chúng ta còn gánh ghét về mọi người, chúng ta cần phải điều chỉnh lại. Khi nào chúng ta còn thấy bực bội, giận hờn, thù hằn, oán kết về mọi người, chúng ta cần phải điều chỉnh lại. Bởi vì những cái điều đó nó chẳng có lợi gì cho mình, và đó chính là những cái gánh nặng, những hòn đá nặng nó cản bước chân của mình đi vào đời để cứu độ chúng sanh. Cản bước chân chúng ta không đi vào đời được, chứ khoan nào là đi vào đời mà không có lợi ích. Cho nên chúng ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác, luôn luôn để ý cái tâm của chúng ta, trí của chúng ta. Tâm phải tình, trí phải sáng, khi đó chúng ta mới có cái cơ duyên để mà thực hành cái tinh thần nhập thể hành đạo. Thì qua cái buổi chia sẻ pháp thoại ở trên online, đáng ra thì chúng tôi nói trực tuyến với các vị vào sáng mai. Tuy nhiên do chúng tôi bận phiên họp cho nên chúng tôi xin thực hiện cái đoạn phim này gửi vào để nhờ Thượng tọa minh nhận trong cái ban thông tin truyền thông mà Thượng tọa đang đảm trách để truyền đạt chia sẻ với chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử. Và như chúng ta biết là cái khóa tập huấn bồi dưỡng về nghiệp vụ Hoằng Pháp nó có hai đợt. Cái đợt thứ nhất á, là thuyết giảng online trực tuyến trong 3 ngày, ngày 7, ngày 8, ngày 9 tháng 12 năm 2023, tức là 25, 26 và 27 tháng 10. Và một cái chương trình tập huấn tọa đàm trực tiếp tại thành phố Đà Nẵng, thì nó diễn ra 3 ngày 17, 18, 19 tháng 12 năm 2023, tức là ngày mùng 4, mùng 5 và mùng 6 tháng 11 năm Quý Mão. Thì chúng tôi sẽ còn gặp quý vị trong những cái ngày tu tại thành phố Đà Nẵng mùng 4, 5, mùng 6 tháng 11 năm Quý Mão. Và chúng tôi sẽ còn cái cơ duyên để đến chia sẻ với các vị. Và trong cái buổi mà chia sẻ trực tiếp như vậy thì chúng tôi sẽ dễ trình bày hơn, nó thuận tiện hơn cái cách mà chúng ta nói ở trên máy một mình như thế này. Rất mong là Hòa Thượng Phó Chủ tịch Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương, Chư Tôn Đức Giáo Phẩm trong Ban Hoằng Pháp Trung ương và Chư Tôn Đức Tăng Ni tham dự chia sẻ cái buổi pháp thoại trực tuyến này
hết sức là hoan hỷ. Và chúng tôi sẽ còn gặp quý vị tại Đà Nẵng trong 3 ngày 4 năm 6. Chúng tôi xin thành tâm cầu Phật gia hộ quý liệt vị thân tâm thường an lạc, đạo nghiệp được viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.